Ok, tôi đến lần nha anh em. It's a jumbo jet, not a needle in a haystack. Anything worth anything in here? Bây giờ tôi làm vụ gì đây ta? Má làm quá tôi không vô con này tôi quên mẹ nó rồi. Làm vụ với cái hỏi đăng này vậy giúp tôi xung quanh hỏi đăng ok luôn. Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? Đây à, tìm thuốc giảm đau và ba băng gạc cho Linda và absolutely. Thank you. There's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. Okay, sound. Có công vụ gì làm ta? Where the hell did I put that? Nhiều gì đây? Hiện tại đây tôi hết. À, chỉ còn cái nhiệm vụ này. Để tôi chỉ làm luôn. I saw what you did for us, and I won't forget it. Now listen, though. There's something else. The lighthouse is back online, but we need to cover all our bases. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby when we were chased off by those fucking things. Now, everyone's too scared to go back out there. But if you could finish the sign for us. I'll make it worth your while. What do you say? Ê trời. Đặc biệt báo cấp cứu gần ngọn hải đăng à, phải yeah. Gì? All right, good, but công việc là do me vậy. A favor. Be careful out there. Tất nhiên tao cẩn thận rồi. Mẹ tao mà chết là mày làm gì thế nào là gì cho bấy. Hello đồng nô nha. You find anything? Rồi đi thôi. Where the hell did I put that? Sao quên rồi ta? Ủa cái baton gỗ mình à, hết độ bền rồi. Phải liền. À chưa anh mới vô à. À sắp xếp lại. Cần sắp xếp lại cái biểu tượng cấp cứu này. Hay dạ. Ủa, boss này kìa. Ây dạ, đông nha. Mày mày. Đấy, đây. Tụi mày lại đây. Ôi.
Thôi là bỏ xuống sao rồi. Piss off you freak. Mày. Cái súng nào ta? Ở đâu vậy? Cái súng rồi. Sợ chứ con bắt rồi coi. Hello V nha. Mày. Mày. Ôi trời. Mày. 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 Mày hấp đạn nó dơ chứ. Hết bà nào mới ác chứ. Cái đạn bắn súng của mình vẫn nó còn chưa có được thành thục lắm. Hết đạn con mẹ nó rồi. Rồi lụm đồ lẹ chạy. Nó đau nhiều vậy. Bot đi. Cảm ơn ông nô nha. Nãy không thấy. Mày đợi đó con, mày đợi đó. Tao xem vụ được chết bài với tao. Ok rồi. Chết mẹ với tao. Mày. Mày. Nó nằm mạnh quá. Mày. 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 That had to hurt. Ok luôn. Thôi, chạy về thôi. Giờ bắt cá chuyện xem thôi. Thằng này nó quên, nó cắp sợi vũ khí là bên kia. You find anything? Did you find the plane? Sợi vũ khí là ở đâu ta? Please. Stay strong, Linda. À, ở đây, ở đây. Đây sự chú khí đi rồi. Sửa chữa thôi. Má nằm nằm trăm mấy luôn vãi luôn. Má hào dữ trời. Lâu lâu nó reset bán đồ quá em xem có được con không anh. Ok, okay. Mà cái súng tao đâu có tiêu rồi. À, súng gắn vô rồi. Dây điện. Bơm chế. Chắc khử mũi cho anh bây giờ bằng keo. À, đinh hả? Chế tạo ok. Ok luôn, chèn cái cây này vô. Ok luôn, hai cái. Chết luôn hả?
Bắt đầu test này cũng vậy mà. Để lên trả nhiệm vụ đã. Trả nhiệm vụ cho ông xem nữa. It's done? Excellent. Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. And here's your reward. You earned it. Được có 700 kinh nghiệm, trời ơi, tưởng nhiều lắm chứ. Cái đồ gì ngon anh? Chà, tay gấu à. 155 điểm. Bộ y tế. Có gì bán được không ta? Chế gì được chân ta? Không hề không, nó không hề không chế đồ như là bên Dying Light vậy. Vậy thôi. Còn phải kiếm cái hút nữa mới chế được à. Có đủ rồi. Là gì đủ tiền qua tay ương. À dạ. Cố cho anh em ơi. Thì ơi, hồi gắng để anh em ủng hộ mới mua được. Rồi, nhiệm vụ gì đây? Thanks mate, I was losing hope. It's just what I was hoping for. Chương 3. I've tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. Tới chương 3 rồi. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it. Biết bao lâu rồi tên gì được gì đó đâu. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Sao lại là tao? Lấy xe từ bãi đậu xe khách sạn, phải liền. Sure. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through.
I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. Now get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Lại là tao à? Má cay thế nhỉ? Chán thiệt sự. Chỗ nào đây? Định bãi đậu xe. Ấy da. Hơi bị xa đấy, này phải đi bộ rồi. Tại nó trong khách sạn lận. Tôi không đi xe được. Khốn nạn hơn tôi. Đi luôn này, hiện dân của chúng tôi này. Ồ, tụi bạn quá trời. What have we got here? Ôi giời, mấy anh càng như tháng à. Rồi, đừng chọc với anh, đi thôi. Mày xấu. Hai phát. Có bot nữa chứ. Ôi dù. Cái thâu máy. Bot luôn à? Mày. Mày. Mày tao. Má tụi nó khỏe thế. Hết dao rồi. Ok luôn. Mày tao. Ôi trời ơi, má đi chết luôn. Mày. Mày. Ôi, má nó mạnh quá. Mày thảo. Giờ mà chết hả mày? Ok luôn, lượm đồ ra, sao? Cái gì đây? Nó nhiều đồ phết. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Đúng rồi, này là nhiều chính nha. Tìm hẹp khóa cửa à, tìm hẹp khóa nữa chứ. Ở đâu ta? Chắc chùm vòng đây thôi. Trời ơi, kế mình cái xác luôn không? Vô. Ôi. Ok,
Ok, làm chương 3 nha. Này không cho mình đạn mới ghê chứ. Maybe I'll find something useful. Ấy lẹ vậy. Cái thằng này là tôi đang nên thằng này tới tên David. Ấy da. Hy vọng tôi được này hỗ trợ. Giờ tìm nó ở đâu bây giờ? Mày thảo. Hai phát. Dâm nhiều quá ta. Mày thảo. Ấy à. Đàn bà nội kia. Ok, luôn nó ngọt nhiều quá. Dập cầu cảnh thang máy. Nó sẽ đợi bằng cửa thang máy. Lúc đó đã tính sao? Mấy anh sáng à. Lights out, freak. Cái cây nữa chứ. Nó đi. Ủa nhiêu vậy? Ấy à, ấy à. Giả bộ ngất hả mày? Giờ mình chết hả mày? Bom xăng thì phải chế rồi, về gặp cái Hùng á, gặp cái bàn chế mới được. Ý hay hồi nữa chơi rớt ta cũng được ha, chúng mình chơi rớt. Ừ, được á. Buổi tối là buổi tối bên mình á, là buổi sáng bên nó. Chắc giờ nó chưa dậy đâu. Hy vọng. Ấy à. I'm right here. Là nó hả? Good on you. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. Sao xuống này? The security system has locked the doors. Now, I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Bây giờ tìm một thằng bạn, mình không mời tìm một đồng đội của nó tên là Ken. Mình phải tìm được thằng đó thì thằng này nó mới giúp mình tìm lối thoát được. Mẹ thiệt chứ. Thì giờ tao nhảy xuống hả? Má khổ thằng tôi chứ. Sao mày? Chỗ nó bị cắm xi ngầu kìa. Ấy à. Ấy à. Bot. Điệt cho diệt mấy con lâm cơm đã. Rồi tìm đường diệt boss sao. Đông do mình vậy không à? Có dán hơn đâu.
Okay. Dùng đồng quá, hết năng lượng rồi. Hết sức rồi, hết sức rồi. Mày. Từ từ hồi sức đã má, 4-5 con luôn kìa. Mở khóa đi, mở khóa không đồ anh. Ok ok. À boss rồi, hàng boss rồi. Chờ hỏi sao mà đứa nằm nó vậy. À tự nhiên nó đông quá. Mày tàu. Hello anh. Lượm tiền liền. Mày nằm xuống đi con. Bây giờ sao? Tới đâu bây giờ? Ấy à. Còn một thằng à. Mày. That did some damage. Thôi chạy lẹ. Thấy không ổn rồi. Tôi hư cái kia rồi. Mày. Trời đã xong rồi, đồ người ta cũng lấy rồi sao vậy? Thấy khó khăn. Mày mới tận dụng cho em. Vì hút này sao hư người được nữa. Mình nuôi hơn mình chứ. Đây. Dạ còn 2 con dùm. Còn 2 con dùm. Mày. Thu hét không cho ai ngủ hả mày. 10 giờ tối rồi nha. Đây. Cái đồ sữa luôn nè. Ngon. À, 526 đồng. À, sữa lẫn mắt chứ gì. Không phải sữa thôi. Ok, đi tiếp. Ấy à, hơi bị đông nha. Cái thằng Ken này mày đâu rồi? Ấy à. Ừ. Đồng ý cho ta. Mày này. Mày. Hai đồng quá. Đây là thiệt cạn nữa ghê. Lên. Hai đứa nữa. Cái con máu không ta? Lại là mày. Ui, chết hả mày. Sao nó cho hồi máu ta? Úi dồi. Ấy dạ. Hello anh.
Hello chị. Hello chị nha. Đi, có bánh ăn ngon. Đó nó đâu vậy trời, má sao mà nó sai dữ vậy? Ây da, nó đông kìa. Ôi trời ơi. Mày đâu rồi Ken, mày đâu rồi, mày hiện hồn đi con. Hiện hồn đi em. Mày đéo có gì ăn luôn ơi. Mày ấy à. Sao mày thấy à. Ôi dù. Ây da. Mày còn sống hả mày? Rồi, cái này rồi. Mày đâu rồi, cái này rồi. I can't. I need something for the pain. Otherwise I ain't gonna fucking make it. Please, give me something. There was a first aid kit with morphine in the medical room. If you can find it. Hurry. Thằng này nó bị hư, nó kêu tìm thuốc cho nó chứ. Má sao tàn sai tới gì không vậy? Má mệt rồi. Let's take a look, shall we? Tại sao lại là tao? À, hai con thì được. Còn đồ không? Ôm điểm kỹ năng hả? Đâu? À thì kiếm điểm kỹ năng nữa. Ấy à. Rồi để ổn rồi. Chết mẹ rồi. Chứ chỉ chìm nữa, thằng kia hành người nhào tới ôm mình rồi. Nó gặp boss rồi anh em ạ. Mày, cái con to thì dùng dao á. À, con này nó bẻ quá. Ủa, má đứt luôn kìa. Đây, vào đây. Rồi. Mày xạo. Mày quá chết rồi. Có cái nào tìm hút về xong chỉ là thành zombie đúng không? Nghi lắm rồi nha. Ý, cái đồ ăn kìa. Nó đẩy mất phim này rồi. Hút dao. Rồi, dễ cho anh kia thôi. Cả lăng hả? Nghì lắm. Nghĩ hình như hằng mới tèo dù không nhanh như nó
muốn ôm mình mà mình thấy cái nó chửi thằng nào ta. Đây có dùm nào đây chích vô. Oh yeah. Thiệt nó cần nhiều hơn nữa. Vãi lìn. But I need more. Má sao mày ham thế. Một ống là được rồi. Gì vậy? Tôi chỉ muốn nhìn thôi mẹ ơi. Chết mẹ rồi, đang ảo tưởng rồi. Má nó ảo tưởng rồi rồi. Thấy biểu hiện rồi đó. Cứu hết được rồi. Thằng boss mới vừa ảnh giết đó. À thằng đó hả? Làm cách đó thằng đi anh. Rồi xong. Nụm củ tỏi rồi. Không cần quất luôn. Muốn quất lắm mà nếu mình không cứu thằng này á, là cái thằng mà nó gọi điện đài cho mình hồi nãy á, nó sẽ không dẫn mình thoát khỏi đây. Rồi xong ngủm luôn. Ý ngủm rồi, mắt còn nhắm kìa, mắt còn chớp kìa. Phải luôn. Rồi chết rồi, thôi dẫn nó ra khỏi đây đi mẹ, nó chết rồi thôi còn tao mà. Maybe there's something we can use. Game mình là Dead Island nha, Dead Island. Đâu hơn nồng thấm. Mày. Nó chết được còn tao mà lo gì. Mày. Mày. Má dùm nhiều quá. Ôi trời, má dùm kìa. Ôi trời lẹ thôi, má không còn để bước được nó đâu. Ấy à, mày còn làm gì cái đó nữa kìa anh. Kệ nó giờ chạy là hưởng sách. Giờ tao không quan tâm gì chứ á, chạy lại trước. Ôi vô, ôi dồi, ôi dồi. Mẹ nó bắt mình giết hết, nó bắt mình giết hết trong đây vãi luôn. Bắt mình đi hết cho bây giờ đây nó mới mở cửa. Má này nó khôn thế. Ây à, ây à, ây à. Ây à. Úi dù. Bà dạ, bà dạ, bà dạ. Má dùm đồng quá. Mày sao, mày đó, mày sao, mày đó. Chị Nhân Hồng á. Mở lẹ đéo đi thằng này, con tôi còn mở cửa nha nữa chứ mẹ nó. Ôi ôi ôi, đi. Pay attention now. Listen carefully. Giờ sáu. Đi vô hả? À là đây, chữa vũ khí luôn ngon. Chế tạo bơm. Bộ ma sát thương 5.000 luôn, vãi luôn. Ghê vậy. Má có bơm mình em, có bơm mình. Ngon. Má thấy chưa? Được thế nha. Ngon. Rồi giờ sao anh? Listen, the hotel security system is fried. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Lại nữa luckily, hả? You can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. Used to work. Sao lại là tao? Jesus Christ. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Who knows? Ủa, mày cũng còn thép ra khỏi nơi này mà. Sao cái thằng lại đi sửa chữa thì cho mấy cái điện lại là tao. What the hell. Con mẹ nó chứ. Ở đợi Hong Kong thì can't hurt to look.
Kỳ gai. Cái gì vậy? Ấy à? Được hết nha. Rồi có đồ đẹp gì lắm không? Má khổ, cái gì cũng là mình. Chị gái sao đã hại được cái súng thì còn ngon chứ. Tới chị gái hả? Chị đá thôi mà, đâu có chị gai đâu. Chị đá thôi. Cải sạch cũng được. Đi thôi. Rồi được chưa? Ấy à. Ấy à, siêu nhân xanh, siêu nhân xanh này. Boss này. Boss. Mà nó khỏe quá. Mày này. Rút tay cho con. Đâu rồi? Đâu rồi? Mắc mẹ cái điều của mình rồi. What the fuck? Ủa cái gì tới đâu vậy? What the fuck? Cái gì của tôi đâu vậy? Chết mẹ rồi. Ripper. Cái gì của tôi đâu? Mẹ nó chứ. Quăng phát mất rìu luôn á. Ý ở trên. Máu phóng sao quăng đây hay vậy? Coi. À mà phải kích hạt 3 chỗ. Ôi mất rìu. UV mất rồi. Ok, một chỗ rồi, còn hai chỗ nữa. Mình kích hoạt thêm hai chỗ mà má. Ấy hử bơm. Ấy da. Chơi bị luôn. Má ngon vãi. Hỏi như bi và cái kết xém nữa mất rượu lúc nào không ai. bên này ngon bên nó xài được nha. Siêu nhân cam này, siêu nhân cam nét đầu nha con. Mày gì mà thôi. Còn ấm mà anh em phải tận dụng chứ. Trời ơi. Thời buổi dịch, thời buổi tận thế. Mấy khi. Ủa phải cái này à. Ok hai chỗ luôn. Còn cái nữa thôi. Đằng tao nổ một khách vào mỗi đứa nằm một nơi kèm chảy quá trời luôn. Tặng quà cho bạn, bạn đéo thèm nhận hả, bạn còn nằm ngủ nữa chứ. Chay bạn ghê thiệt. Mốt tôi không tặng mày nữa đâu. Giờ sao chạy vậy chưa? I love surprises. The door to the parking lot is unlocked and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power. Lại nguồn điện nữa hả? Bây giờ sao? Thì sao bật hết? Bây giờ tìm xem hết các cái này nè. Mẹ vui vẫn ngất xỉu. Ok. Đó, cái xe bọc hết gì đó, ai biết đâu. Giờ xuống tìm nó nè, biết có không nữa. Ấy à. Thấy
Hello anh trai. Hello anh trai. Hello anh trai. Đấy à, đông nha, đông nha, đông nha, đông nha. Ui ui. Ui 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 ui. Ui ui. Ui ui. Mày, 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 mày. Ui ui. Ôi dồi, 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 đồng, 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 mày, 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 ây da, nó bò này nó khỏe quá, mày, boss à, boss nè, boss nè, mày 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 còn sống hả mày? Giờ đâu, giờ đâu, giờ đâu, giờ đâu? Dẫn vào vô, dẫn vào vô. Mày. Ôi giời. Mày. Mày, mày, mày. Tao định hắn chết. Lấy vũ khí thôi. Đấy rượu. Nếu mà tay chân á anh bay tay luôn. Ok. Có xe dội anh em ơi. Dạ lái vượt thế nha. Tông luôn sợ gì. Ok ngon. Được quá. Mày con Hảo nha. Úi dồi. Úi dồi. Ây à, ây à, ây à, ây à, lê 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 lê. Ây chà. Mày nè. Giờ lái xe tới chỗ cái hàng, cái hàng bảo vệ hết ta, cái hàng cứu hộ. Hai con, ba con. Ủa ủa lộn đường hết ta. Cái xe này khó lá xe thường nữa. Cái mặt kiến nó nhỏ xíu à.
Ok, luôn tới nhà rồi. Mở cửa ra coi. Sống sủi. Mực như gái 18 luôn. So you want good? I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Lấy sang là hàng này sẽ chế cho mình, nó sẽ chế cho mình. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Còn nữa không? Mấy chai rồi? Thì 5 chai xăng, lộn 5 chai rượu tôi đưa nó mới cho tôi một chai xăng này vãi luôn. Nó sao mà trao đổi hết, trao đổi mà sao nó thấy là lỗ sao ta? Rồi có xe rồi, đưa anh em lên rồi đi chỗ khác thôi. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Ok, em đi cứ năng lên thôi. Hỗ trợ tăng độ bền vũ khí rồi, nhìn lỗ thiệt mà anh. Má 5 chai rượu nó mới cho tôi được một chai bơm xăng, má phải lần cho tôi tăng thêm lực. Ok, này được nè, tăng thêm lực nè, chim di tính tăng xương đối với người khác giới. Ủa gì kỳ vậy, có vụ này nè hả? Má có vụ mà giết zombie mà tăng sát thương với người khác giới tính nó mới ghê chứ. Tăng độ bền vũ khí, cái này được nè, cái này chúng mình cần năng nè, tăng độ bền vũ khí nè, tác chết cái hồ giúp tăng thể lực. Ok. Giờ sao đây? We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Kiểm tra phía trước chẳng ngờ để cho xem khi dùng nào tìm thấy. Definitely. Luôn. Look for survivors first. And then see if there's anything in the wreckage worth saving. Bây giờ mới là tiệm chặt thăng nè. Để coi xuống dưới hàng kia coi nó bán mình gì không. Hả? Bà kia hả? À, bà kia cũng là xem chiếc ba gửi ở đâu. Nói chung là nhiệm vụ mà hai người giao á. Lấy xe thôi. Cái chiếc xe bọc thép đó khó lái lắm. Lấy chiếc này thôi. Để coi cái bài ở đâu. À, nó bên đây. Và bữa tôi qua đây tôi kiếm vãi liền, mà tôi kiếm một góc luôn anh em. Một khúc luôn anh em. Đấy, chứ nó kêu giữ gừng phải rồi, là giữ gừng giữ chưa má, bắt vô gừng ngò phải liền luôn. Con mụ nó ác thiệt. Lên cái ngoài đăng hả ta? Sụp kẹt rồi. What the hell? Khúc này đi bộ thôi. À phải đi bộ từ đây, đâm ở phía bên này luôn. Hơi bị xa nha. Có đồ gì bán không anh? Một sợi cú. Mà đâu được chứ.
13 mua mới được vãi liền. Tẩy trắng hả? They put that. Thôi đi vậy, kệ đi. Hiện tại chưa có đồ gì ngon. Ủa mấy cái xác mà bữa tôi giết cần còn nè. Con này mới có 10GB mà nó cũng chi tiết phết. Má nhìn cái này tôi nhớ Nha Trang quá anh em ơi. Á à, chứ biết bây giờ cái tiền Nha Trang tiếp trời. À, anh em nhớ đi, anh em nhớ Nha Trang không? Nó là một dãy luôn á, không? Một dãy góc mặt biển luôn. Đã đẹp. Biển nó trong, cát nó trắng, trời ơi nó phê. Bãi biển đầy mình. Ồ. Người đầy mình thì biết có tiền rồi đó. Để coi có đồ đẹp gì không. Ủa mà máy bay ở đâu cả? Ủa cái này đâu, tôi nghĩ đâu chỗ đâu mà nó đáp máy bay ta. Nó toàn là khu du lịch không mà. Sao đã có bình ga ở đây? Ấy chà. Ồ nổ mẹ nó rồi, còn đâu nữa. Holy shit. À, dùng đồng kìa. Careful. Watch it. Úi trời. Ô, cái gì? Ôi. What the hell? Ghê nha. Được đấy, được đấy. Úi dồi ôi. À, bị ăn thịt và lộn xương luôn. Phải liền. À con đó hả. Da mình còn mà lo gì anh em. Da mình còn, da mình còn. Đấy chà. Ê ê ê gì vậy. My name is Nikolai. Nikolai. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Không còn gì luôn, trời ơi. It wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Nghĩa là trên hòn đảo này có một cái bunker, cơ bản nha, ăn nắp. Cái thằng này nó nói là nếu mà tôi chỉ cần tôi đưa nó tới cái bunker đó, nó giúp tôi thoát khỏi hòn đảo này. Let's take a look, shall we? Nghe cũng được đó nha. Ê, mà nổ mẹ nó rồi. Còn gì nữa đâu? Mà cái vụ này sao ta? Chắc là xong rồi ha, cái vụ này xong rồi. Từ chiếc cái bài nè. Rồi, làm lại vụ này thôi. Rồi giờ sao anh trai? Hình như thì giờ tôi phải bảo kê thằng này vậy mày. Bảo kê nó tới cái bồn cơ đó. Đấy à, ủa sao nó sống lại rồi? Phải lồn. Kill them. Má mày còn nhảy xuống nữa chi vậy? Mày nghe nó còn nhảy xuống nữa chứ. Mẹ thằng này. Má đó là quăng bom xăng xuống một cái là ngon rồi. We should keep moving. Nó còn xuống nữa chứ. Chán thiệt sự, nó mắc khúc máu rồi kìa.
kia cứu mày, cứu xe nổi đây. Nghĩ thương rớt bye bye. Má công nhận này nó báo thiệt. Ấy da, ấy da. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Vì sao, vì sao, vì sao? Có tin nhắn mới ghê chứ. Đây chi ngon. Cho nổ luôn đi, có giúp gì, cái gì? Cho nổ, nó nổ nó luôn đi, giúp gì vậy? Thêm chưa? Tới rồi không? Spasibo, my friends. Here's a little something for your trouble. Sao không đi đi lấy của cải trên người hàng người ta chi vậy? Thế là phát dương nha. Ây da. Chỗ này là ấy 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 chết chạy xăng kia chạy xăng hai gụ một giải lao à, giờ đéo cả thằng kia nữa mà tự chế luôn, ngon được nha. Hai gì mình đưa, mình đưa năm bình gụ để cho thằng kia đi. Mình nhận được chỉ là một chiếc xăng thôi. Nói từ chị nhanh chị phí đi lại à. Ủa gì? Đuổi tao hả? Mày đuổi không? Dứt mày luôn giờ tao xạo đuổi tao mày? À, giúp mày tới đây mà giờ mày đuổi tao? Phải luôn. Con mấy nó cũ hả mày? Mẹ. Tao không giúp mày giao để tới đây. Normally I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city, find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei there to give you a satellite phone. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Lại là vụ này lấy điện thoại vệ tinh thằng Sergei, Sergei hả? Tại nhà hàng của Nikolai. À. Okay, good, good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. Nếu giúp thằng này để mình hát từ đây thì ok. Giao cắt mía ở đâu? Má. Bỏ cái nào gây tay vậy? Giờ ông chạy hả? Bước. Má đại đao bên vũ rồi anh em ơi. Má bỏ vô. Má đâu rồi. Ủa. Ủa sao cho mình bỏ ta? À, 14 mới xài được, phải luôn. Thôi không cho vậy thôi. Đi tiếp. Ôi. Sao con này đây vậy? Hello anh trai. Hello anh. Nhưng lộn đâu cái thằng này đây vậy trời? Bỏ bớt ra mới được, nhiều quá rồi. Nén da con này đã hạt.
phát một đứt luôn, vãi liền. Rồi, giúp thằng này dọn cái bunker rồi, đi thôi. Là chỗ hành cứu hộ. Ok, đường nào ra bây giờ? Hàng chi thằng kia kêu mình cút là đây hả? Không phải, nó muốn là một mình nó chiếm giữ cái bunker này thôi. Rồi khi mình kêu mình làm người xây giặt cho nó. Mấy thằng này nó khôn lắm. Nó muốn mình nó chiếm giữ cái bunker mà, nó đâu chịu ở chung đâu. Mày nhớ mặt mày nhá. Mày nhớ đuổi tao đi nhá. Về mặt thành phố Monsubi hay tìm nhà hàng của Nikolai. Ủa là ở đâu? Ủa anh Phúc Monsubi là ở đâu ta? Ủa cái nhà hàng Nikolai đâu anh? Ở đâu vậy anh em? Về trả nhiệm vụ cho con nhỏ Monica này vậy. Về trả nhiệm vụ cho nhà kia chứ. Giờ chả biết con Monica nó ở đâu. Nó đâu vậy trời? Giờ xanh ly. Về chỗ của hàng CMO vậy. Kiếm xe đã. Nữa hình như không nhớ nha, không nhớ chỗ của Monica là chỗ nào. Quên chỗ nhỏ Monica chỗ nào rồi, nó không hiện trên bản đồ để cái gì gặp nó chả sao, có gì đâu chắc không gặp nó mà. Dạ. Áo dưới người bằng hải đăng. Hải đăng hả? Thiệt không? Ấy dạ. Ngon vậy. Là hết rồi. Và cái người vàng đúng không? Mày nè.
Rồi vô. Đó các bạn. Where the hell did áo người dành đâu? You find anything? Did you find the plane? Ê, bà nè. Maybe I'll find something useful. Trả anh dụng được. Một cái robot mà. Ủa sao trả anh dụng được ta? Hay là phải không, đây là không phải không phải chiếc đó. Stay strong, Linda. Ấy à, không phải chiếc đó rồi. Là còn chiếc khác nữa, còn chiếc máy bay khác nữa. Má tự chiếc đó là mừng hụt. Về giao dù cái xong khỏe. Ai về đâu? Cô đang ở đâu đây? Cô sẽ đợi đây. Nghỉ dưỡng. Chậm cứu hộ. À đây, chậm cứu hộ đây. Má bộ thị chứ. Tưởng tới nơi rồi. Rồi, sửa chữa vũ khí vậy. Hơi buồn tí mà không sao. Every little bit helps us hang on a little longer. It's a big, powerful truck, but we need to turn it into a bloody tank. We need to reinforce it and make it unstoppable. You up for that? Tìm thoải mái để gia cố chiếc xe bọc thép. Hey, yeah. Sure. Good. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Ây da, phải tìm người mang chở về đây. Vãi lộn. Má khổ hơn tôi. Đồ sốt điện hả? Đó là cái gì ta? Để coi thử coi. À, dùng như vũ khí á. Được nha. Nó tăng cái độ sốc điện lên. Đăng thêm 4 chí mạng nữa. Cũng được. Năng gì dẹp cái mía vậy. Ok luôn, ngon. Rồi đi thôi. Mà cái xe này khó lái lắm nè. À, một sắp điện như vậy 4 chí mạng thôi à. Now you're really dead.
Sao còn phóng lợn nữa, lửa phóng lợn điện. Phóng lợn nè, ghê vậy. Cái đó. Ủa sao xuống đây ta? Má à, lộn chỗ rồi anh em ơi. Nói ghê, phóng lợn nè hả? Lộn chỗ rồi, lộn chỗ rồi. Hai đứa. Đây rồi. Mày nè. Ấy chà, dưới hết zombie à. Ấy chà, đông phết nha. Từ từ. Cái chai xăng này đâu vậy? Được lắm. Mày ngon lành. Chết đi con, à còn mày. Còn mày. Nó xin dừng đỏ, xin dừng xanh nè. Một má mạnh phết. Siêu nhân xanh này. Má siêu nhân đỏ hả mày? U má bởi đầu xiên đỏ luôn. Siêu nhân đỏ siêu xanh với tao này. Ôi trời sao rồi, trời sao. À, đưa xe trong hả? Get in. Ây da. Quick. Còn hở máy ra luôn ghê chứ. Tôi xe vô thôi. Get the hang of this. Ok, lên cấp 13 luôn. Tăng đồ anh trận chiến được. Rồi xài được cái kia rồi anh em ơi. Xài được cái đao ban vũ rồi. Ủa gì? 14 hả? 14 mới được, quái luôn. 13 thôi, là mấy xinh. Cậu ông này là ông già. They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion, I got bit. Bồ thiệt chứ. By tomorrow I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But ủa? Until then, I can still do some good, right? Ông già được cắn, what do you hả? Want this thing to be? A rolling fortress, a homemade tank? I can add some armor or whatever. Ông này cắn rồi. You want me to give it a try? Bây giờ chữ như add là việc. Ok. Okay. Now you're talking. Make it so those bastards don't interfere, and I'll pimp your ride. Đâu? Để cho anh em coi đâu. Để cho anh em coi đâu anh em ơi, mình đuổi coi thôi. Em kia đâu rồi? Thấy à? Ê đang coi mà. À, chưa coi nữa. Khác đứt đầu. Mày ô má đứt đầu luôn. Sao mày vô đây? Bố mày chấp hết vô đây. Ow.
phát một. Vô đây chơi. Ủa nó mặc thế nhỉ. Nó con dao ngon quá, một phát gì luôn. Má dao ngọt quá nè. Vô đây. Siêu nhân xanh. Má con dao ngọt quá. Ôi. Hai anh em siêu nhân với tao này. Ôi dạ, ấy mày. Uống lẹ. Không chưa. Ấy dạ, ngon thế nhỉ. He's not well. Ôi trời ơi. Má căng đầy quá anh em ạ. Eo óc rồi, trời ơi má. Một trăm ba mươi mốt điểm. Được lụm. Hỏa tấu tự chế. Thiết kế tự chế. Xe ben hả? Xe ben 182 điểm, ngon. Bỏ tay gấu đi. Vứt. Ngon. Chắc nó hay. Giật anh là nữ. Nữ chấp mức mử cũng chấm mút được mà. Cần gì. Rồi cảm ơn anh già nha. It'll have to do. Dạ, nâng cấp rồi ha. Yeah. Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey! Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. I love you. Hey, And this is how I want you to remember me. Bố vợ ơi, đừng đi con mẹ nhận bố vợ nhanh lại cứt. She'll come with us. Dad, no. Má tội đứa con bà. Go on now. And don't you lose hope. Hey, Live your life. Má tội. I love you. Bố yêu con. Ôi trời ơi. Vợ cứ để con có con khạc là được không mẹ, dành với tôi đi chứ. Thôi đỡ game anh em, giờ chơi Dagon nha. Anh em ok không? Chiếm với Dagon nha. Right, now you're ready. Go get what we need, but stay safe. Nha, đây là Dagon nha. Mày chịu không? Mày muốn chơi tiên con này tiếp hay là chơi hay là chơi chuyển với Dagon? Phi muốn sao nè. Bây giờ em còn đó không Vy? Đợi em ha. Ok, đây gọn thôi. Dứt. Phi đã nói là phải chơi hết.